Chào cả nhà, hôm nay Thảo đi về Đồng Tháp đây cả nhà. Ghé thăm cái hoàn cảnh của cô chú ở đây nuôi cái đứa cháu nội nó bị tật á. Rồi mẹ nó bỏ luôn á cả nhà. Họ ở căn nhà mọi người thấy tội cho này. Đây nhà cô chú đây đấy anh hả? Dạ. Dạ con chào cô chú. Dạ chào chú. Dạ. À đây cái người cháu cháu nội mà mọi người kể đây đấy hả cô? Dạ. À, mẹ nó bỏ thôi rồi hả? Mẹ nó bỏ đi lúc đó nó còn chăm tôi nôi á. Dạ. Nó đi tới giờ luôn rồi giờ không có về thăm không trơn, giờ có chồng khác rồi. Dạ. Rồi bỏ tôi nuôi có cái... bây giờ nó 8 tuổi rồi. À 8 tuổi rồi đó hả? Dạ, bé gái hả cô? Bé gái. Dạ. Nuôi mà lúc mà nó khỏe thì tôi khỏe lắm, rồi lúc nó bệnh đó. Ngồi ghế kia. Dạ dạ đó. Dạ. Rồi mẹ nó đi lâu rồi đó cô hả? Mẹ đi lâu lắm rồi. Dạ. Mẹ nó đi quê ngoài Hà Tĩnh đó. À xa vậy đó hả? Ừ, đi ừ. Rồi cha nó cũng đi ra ngoài tìm, mà đi ra ngoài tìm có chồng rồi. À, rồi dạ. Thôi gì à. Rồi đó có cưới hỏi không cô? Có, hồi đó cưới hỏi đàng hoàng. Dạ. Đó, mà giờ nó đi gì đó. Rồi nó cha có... nó đâu cô? Cha bà. Cha đi làm rồi, có khi cha đi phụ hồ. À đi phụ một hồ. Một tuần dạ. Về một lần. À đi làm ở đâu cô nhỉ? Làm ở Mercedes á. Dạ. À Mercedes rồi cứ mỗi tuần là về lần, rồi đem tiền về để cho phù cô chú lo cho dạ. Con ha. Dạ, có khi nó đem về, có khi nó về tiền tùm lum cho như ăn trước trả sau đó. Dạ. Cũng không có còn dư nữa. Cô bé sinh ra là bị vậy đó hay là mới bị đây cô? Hồi sanh ra tôi cũng không biết nó bị gì nữa, rồi cái tới chừng 6 tháng rồi cái đi lên không biết lặt mất gì trơn, mới đi lên trên Nhi Đồng 1 á. Dạ. Người ta khám người ta nói nó bị bại não. Dạ. Bây giờ nó vậy đó, người ta đưa thuốc về cho uống, rồi uống thuốc rồi cũng vậy luôn chứ. Tới giờ nằm vậy đó. Bây giờ vậy luôn. 8 tuổi đó đó hả cô? 8 tuổi rồi đó. Dạ. Trời ơi, chú biết không, tôi gồng chết luôn, tôi bệnh tiểu đường. Rồi tôi sợ tôi bệnh tôi chết rồi, bỏ nó lại không ai nuôi. Dạ. Gầu hơn là cái gì nữa, ban đêm có khi suy nghĩ mà khóc luôn. Rồi giờ bây giờ suốt ngày là cô phải ôm bé thôi chứ đâu có làm gì được hả? Không có làm gì chứ. Dạ. Có khi đi giặt đồ hay là đi chợ mua đồ ăn cho nó ăn đó. Dạ. Thì ông nội đó ở nhà chân. Rồi tôi đi. Chú đi làm gì chú? Tuổi giờ lớn tuổi không ai kêu làm gì ở không. Dạ. Giờ cũng kiếm được việc ha. Bây giờ lớn tuổi rồi nó khó lắm. Dạ, người ta chê mình bằng không có nổi. Cô chú năm nay nhiêu rồi? 60 rồi. Dạ cả hai trong cùng tuổi hả chú? Dạ, hai người một tuổi bởi nghèo thế bà luôn. À, sao nói cùng tuổi năm dội mà án? Người ta nói hù cùng tuổi thì nó giàu dữ lắm, nghèo thì nghèo dữ lắm bởi vì giờ khổ. Dạ. Cái gì đó. Cái này đất đai của mình hồi xưa luôn hả cô chú? Không có ở đậu. Người ta cho ở đậu các nhà đấy ở đậu mấy năm. Ở đậu cũng mấy chục năm rồi. Dạ. Đùi đâu có đất cát gì đâu. Người ta cho gấp gác của cô đây hay là chú đây? Ở đây luôn. Cô chú là người ở đây luôn hả? Ở đây luôn. Người dạ. Ta cho ở hoài vậy đó, ta không có đuổi. Dạ. Ở hoài luôn. Tôi có hỏi thăm cái là cô chú đông con không? Hai đứa. Hai người con trai hả cô? Dạ. Thằng rồi. Trai nhỏ với thằng lớn là cha của con nhỏ này nè. Rồi còn út đâu cô? Người ta nói thôi bây giờ nó ở nhà nó cũng không có làm gì, thôi phụ tiếp việc nhà đi, rồi người ta cho tiền cho tôi nhiêu xài nhiêu. À, chứ cũng không có đòi hỏi là nhiêu trơn. Dạ. Cũng như bây giờ ở nhà tôi hỏi chú chứ cơm gạo thì không có ăn, rồi không có tiền bạc nó đi mặn ở đó, rồi người ta lo hết cho mình. Dạ. Nó rồi kệ đi cho nó đi mặn, nó sống để nó kiếm cho nó quen, để ở nhà biết ở đây ra nắng nó mặn không nổi. Dạ. Đó. Có bệnh tật gì không mà sao ra nắng mà không nổi? Con trai mà nó yếu xịu à. À nó chân gái bọng hả vậy đó hả? Bởi chứ nó yếu xịu à, không mặn gì đâu hết á. Sao khổ dữ vậy, nhà có hai người mà cũng hai người thì người ở cha nhỏ này á thì không có sao, mà sanh ra đứa con thì như gì. Dạ. Còn em nó thì chân gái bọng, nó thành ra yếu xịu, không có mặn gì, ra nắng rồi cái mệt lắm, mệt. Dạ. Mà không nấu chứ. Rồi thôi kệ đi, giúp việc nhà cho người ta vậy đó, người ta cho như cháu à. Nó vùng vậy vậy đó cô hả? Ừ. Dạ. Nó vậy đó. Nhưng mà nó còn chiều chơi ha. Chiều ăn chiều ngủ là mừng vậy đó. Ừ. Đó, vậy thôi. Lúc mà nó trong mình nó không được khỏe đó. Dạ. Đi qua bệnh viện là thức với nó là sáng đêm không có ngủ nghe gì được chứ. Đeo theo 6 năm vậy, 8 năm nay vậy đó hả cô? Như vậy không đó. Không có biết ngồi mà không có biết gì chứ. Họ cho nó ngồi dựa vô mình vậy. Thì nó ngồi được.
Thả nằm xuống được không cô? Được. Nằm xuống thì được ha. Ừ. Dạ, chứ nó không có bò đúng không? Không, nó không bò. Nó không biết bò mà nó không biết ngồi mà nó không biết nói chuyện, không biết gì hết trơn luôn á. Dạ, rồi rồi trường hợp của em nhà mình về nhà nước có cho tiền được nhiêu không cô? Có, cho 1 tháng được 700. Dạ, có cho người nuôi không cô? Không, cho nhỏ này không à. Vậy đó hả? Tôi xuống dưới tôi năn nỉ, tôi nói thôi tôi nuôi đó. À. Gà cả rồi không có làm gì ra tiền hết trơn mà yếu nữa. Tôi xin tiền nuôi đúng mà rồi. Người ta nói để người ta hỏi về cấp trên tiền nuôi nữa. Dạ. Ờ, người ta nói để người ta hỏi về cấp trên, hỏi về cấp trên hoài rồi thôi, người này đối thường người kia vậy đó. Dạ. Nói vậy đó thôi tôi không hỏi nữa. Dạ. Rồi thôi cho mình nên nhỏ này. Dạ. Nhỏ này thì được 700. Cô vậy bây giờ cô chú với cháu nội với ba người mà sống thì là giờ cha nó đi làm được cái đồng nào là xài đồng đó vậy thôi hả? Dạ. Dạ. Có khi đem về thiếu mua sữa mua tả cho nó nữa. Đúng rồi, có một người làm sao đủ. Dạ, dạ được rồi chú, con đang quay nè, con bằng tay để chú để đó cho một con. À, rồi một người làm thì sao mà đủ cho mấy người sinh hoạt được? Không có tiền chú ơi, ở đây ở xóm này người ta thấy ta thương tình, người ta cho gạo. À vậy đó hả? Ờ, người ta cho gạo ăn, rồi có khi ta đồ ăn tặng cũng hết, người ta cũng cho mình nữa. Dạ. Đó, đi chợ về đó rồi cái người này cho, người này cho. Chứ cũng như cá mắm đồ nó mua đó rồi nó ăn hết thấy gì ta cho chứ đâu có tiền đâu mà để mình đi mua. Dạ, có nghĩa là người ta thương thì có gì người ta cho mình đó vậy đó. Ừ. Dạ. Rồi cái có khi lâu lâu cái người ta ở đây người ta bố thí đó, người ta cho mình chục gạo người ta cho mà không mua ăn nó mới đỡ chứ thôi đâu có tiền đâu mua. Dạ. Rồi thiếu ăn thì mới hỏi mua gạo của cô đó, mua thiếu cũng sao à, cô nói sao không lo trả, tôi nói thôi không thẳng từ từ đợi thằng cha nó mặn đi rồi có tiền rồi về tôi trả lần cho 200. Dạ. Rồi là mua gạo thiếu đó. Dạ mua gạo thiếu đó. Chứ còn thức ăn thì cũng dám đi mua hả? Không, thức ăn không có mua, ăn quanh năm suốt tháng không có mua. Đi kiếm cá kiếm rau ăn vậy thôi. Dạ. Dạ. Bẻ rau vừa luộc có khi chấm tương cũng được. Dạ. Đó rồi cá thì bây giờ hồi đó còn kiếm được chứ bây giờ kiếm cũng không được. Khó dạ. Lắm. Dạ. Rồi. Ở sớm đó có khi người ta cho đồ ăn. Dạ. À cháu có hỏi cái cô chú vậy là cô chú có được hộ nghèo không? Có. Có được hộ nghèo hả? Dạ, có hộ nghèo. Vì mình không có ruộng đất đó. Dạ. Không có ruộng đất cho nên họ cho hộ nghèo. Ừ. Cho con coi cái sổ hộ nghèo. Lấy cái sổ hộ nghèo. Dạ. Cô ơi rồi cái nhà này là cô chú làm nên từ hồi đi làm được còn trẻ luôn hả? Ừ, hồi đó mình còn sức khỏe đó. Dạ. Cái mình đi mặn mà đâu phải mà mua ấy đâu, cây này, cột này nè là người ta cho. Dạ. Chỉ mua ton thôi, ton thì không có ai cho ăn, còn cột người ta cho. Rồi muốn thợ mặn người ta cũng bớt tiền công chứ người ta không có lấy hết. Dạ. Nó mà bây giờ cây sửa sạn hư mà xuống cấp hết rồi ha. Dạ. Giờ nhà nó rạ rời hết trơn. Dạ. Lâu rồi đó. Dạ mà tôi gồng chết luôn, tôi nói thôi trời hả, bây giờ người ta cho được cái nhà mừng lắm, mừng luôn. Có cho chưa cô? Có hai đầu cho thì mình nói vậy đó. Mình nói vậy đó. Con tưởng làm xà đang chuẩn bị kế hoạch cho cô nói mừng, con tưởng đâu có đâu có. Ừ. Ai đâu cho mà mình nói trong bụng đó, hồi giờ cái nhà này hư rồi không biết tiền đâu mà mình mua rồi cái nhà. Dạ. Không có làm gì cả tiền đó hả, ai mà cho được cái nhà mừng dữ lắm. Dạ. Nó vậy đó. Dạ. Ờ, hình như cái tấm xanh hay gì á. Ờ, cái tấm này cũ rồi, tấm cũ 2021 à, cái tấm xanh á. Dạ. À, cô chú ở đây thì ở xã Vĩnh Thới hả cô hả? Dạ, xã Vĩnh Thới. À, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Dạ. Dạ. Ừ, thì ý là Thảo mừng cái sổ hộ nghèo để coi cái thành viên trong gia đình ha. À. Đó, cái sổ màu xanh đó đó. Vậy là cái này mình cũng nghèo mấy năm rồi hả cô chú? Lâu lắm rồi. Dạ, lâu rồi, nghèo. Nghèo lâu rồi, người ta. Dạ. Cho tới hết năm thì người ta cho. Dạ, hết năm họ cho cái tờ mới vậy đó. Dạ. Kiểu mà năm nào cũng cho nghèo, năm đó thì nghèo bền vững luôn. Ừ. Nghèo không có thoát nghèo được. Khổ. Vậy là không có ruộng mà hả, có ruộng mình còn thoát được, còn này mình không có ruộng trơn chui tay trắng làm sao thoát được. Dạ. Bởi vì nghèo thấy bà luôn, nghèo càng ngày càng nghèo thêm. Ồ. Vậy là con cô còn trẻ dữ vậy đó hả? Trẻ. À, cô chú sinh con trẻ hả? Buồn. Dạ. Hả? Hồi đó 23-24 tuổi thì mới có chồng, rồi tới không biết cũng 2-3 năm nó mới sanh. Dạ. Rồi con cũng còn nhỏ, con ba mới ba mấy tuổi hả? À? Thằng cha con nhỏ này là ba mấy tuổi nè. Đúng rồi, còn cái người Úc là trẻ nữa phải không? Ừ, mới có 20 à. À, sinh năm 2002 mà, thì con thấy là con rất là trẻ mà.
Bởi vì nó còn nhỏ, nó rồi thành ra đi xuống dưới đâu có, nó đâu có mạnh gì đâu rồi. Mới có nặng nhau tuổi ha. Dạ. Quá mà thêm bệnh nữa, trên cái bụng nữa rồi. Dạ. Bởi vì không có làm gì được nặng. Dạ. Rồi cũng như quật 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 vậy đó, rồi người ta cho bao nhiêu thì cho. Ừ. Ủa cái gì vậy con? À, nó nảy gì đó, tối rồi nó quạo rồi, một cái không có uống thuốc thuốc thần kinh đi lãnh đó. Dạ. Là nó quậy sáng đêm. Thuốc đó là bảo hiểm người ta cho đúng không cô? Tại dạ, vì trẻ dưới 18 tuổi là được làm thuốc miễn phí ha, bảo không hiểm. Không phải à, cái thuốc này là cũng như người ta cho, không phải là nó mấy đứa là bệnh tật là nó phát cho à. Dạ. Bởi vì cho cái đứa nào nó đêm nó ngủ thuốc tâm thần á. Dạ dạ. À, gì đó con? Thuốc tâm thần đó, nó uống vô vô thì nó ngủ, còn không có thuốc đó nó quậy sáng đêm không ngủ nghe gì được với nó hết trơn. Giờ cô chú lẫn có ruộng vườn gì nó cho ở đâu, cái mảnh đất nhỏ nhỏ vậy mà nó cho ở hoài, nó thấy đuổi nó thấy tội nghiệp á. Dạ con quay cái nhà bên trong cô chú cái nha. Dạ cứ việc quay. Dạ cho nhà con coi với cái nhà của cô chú. Này, con chú hỏi tên cô chú luôn. Chú là Lâm Ngọc Anh đây hả chú hả? Dạ phải. Dạ với cô là cô Nguyễn Thị Cẩm Hoa đó cả nhà. Dạ. Đây là cái căn nhà của chú Anh với cô Hoa. Để Thảo quay bên trong với cho mọi người coi. Nói chung là tại là hộ nghèo á, cho nên cái căn nhà cũng không có được khang trang như những cái nhà khác đâu, tại vì nhà hộ nghèo mà. À, con bước vô cái nhà chú hả? Dạ dạ. Đây, Thảo quay bên trong nhà cái để cô chú anh chị xem. Thì giờ còn hai ông bà. Dạ, hai ông bà lớn tuổi rồi. Thì nhà cửa thì cũng có gì giá trị đó. Chú ơi trong này có đèn không gì chú? Chú cho con bật cho con sáng tí đi đó. Con quay bên trong cái cho mọi người coi. Rồi phía sau cũng hơi ngộ nghe. Tại vì cô thì giờ lớn tuổi rồi, cứ suốt ngày ôm cái cháu nồi đâu có làm được. Thì mọi người coi như thế để biết cái căn nhà của người ta cũng không có khá ha. Không có khá giả gì hết. Cái căn nhà có sao Thảo quay dày để tất cả mọi người coi để biết. Giỏi nha con. Thôi đừng có la. La hoài vậy đó. La hoài vậy luôn á. Suốt ngày vậy luôn hả? Suốt ngày ban đêm mà cũng vậy luôn. Tới giờ mà nó ngủ là khoảng 9 giờ nó mới có ngủ, mình mới ngủ được. Dạ. Rồi cái tôi mới ra ăn được miếng cơm. Rồi cái tôi mới có ngủ được. Không thôi là thức với nó. Thức với nó sáng trắng luôn á. Dạ. Có bữa nó nhũn nhẽo á. Nhà mình đây trồng mấy cái hàng tre nó mát quá cô ha. Dạ. Được cái là nó mát. Rất là mát luôn. Có tre nó mát. Dạ, dạ. Có cái hàng tre cây trúc này, cái trên cái giáo cái gì á. Cái tầm dông. Rất là mát luôn. Dạ. À. Cô chú ơi, hôm nay con ghé thăm gia đình á. Có dạ. Cô ơi. Cô đi ở bên Cali của Mỹ á. Cô dạ. Gửi cho chai dầu nước chanh để cô chú. Cảm ơn cô luôn nha. Dạ. Cảm ơn chú luôn. Để cô chú để dành mà xài ha. Dầu dạ. Nước chanh á. Dạ. Ngon dạ. Lắm cô. Ừ, dầu dạ. Nước chanh bên Mỹ là dạ. Ngon lắm. Gửi về luôn á. Tiền dạ. Phí nó còn cao lắm á. Ở đây dễ gì mà mua nổi cái chai. Tôi không đời nào tôi mua nổi chai dầu này đâu. Dạ, trăm mấy chục ngàn đó cô. À. Con đôi khi con cũng xài trăm mấy chục ngàn. Thôi tôi ở đây là tôi không có mua nổi rồi đó. Dạ. Dầu thiệt là chắc thơm dữ lắm thơm. Dạ, cô mở ra mà xài đi. Dạ. Tối này mở ra ăn sức cho nó. Dạ. Rồi Thảo ghé thăm cô chú á thì có chị Phương Trang Bành ở bên California của Mỹ á, chị có gửi tặng cho gia đình $100 là được 2.4 triệu. Dạ. Kể dạ. Cô để dành mua gạo mà ăn dạ. Sinh hoạt ha. Dạ. Cảm ơn gì nói dạ. Cô đó tôi cũng cảm ơn chứ. Cô coi tiền giùm con có đủ 2.4 triệu không? Không, đủ khẩu. Coi có mấy tờ hả? À? Cô coi có đủ. Đi mà. Thì có trời đủ ơi, chú con. Đưa thì đủ mà. Dạ coi đủ không giùm con cái. Đúng rồi, coi đủ không 2.4 triệu đó. Đó, coi có đủ không? Đủ rồi ha. Dạ, cô cảm ơn cái chị. Dạ. Cảm ơn cái người cho tiền nè. Người cho tiền, người cho dầu nè. Người cho dầu cảm ơn, đội ơn nhiều lắm. Dạ. Mua gạo mà ăn. Dạ, mua gạo với trả gạo, trả tiền nợ cho người ta, ta mới lại đòi đó. Đòi tiền mà đòi may tiền không có mà trả luôn chứ không thôi lấy đâu trả. Hồi nó trả luôn.
À vậy đó hả? Dạ. Trả chứ người ta trả, luôn. Trả luôn rồi chừng nào không có mình mua lại. À vậy dạ. Đó người ta anh mình muốn có thì trả hoặc rồi mình mua lại người ta cũng bán mình. Dạ. Vì nó theo thương tình đó. Đúng rồi. Đó. Chứ còn mà có mà không trả đi thì nó khó hơi khó. Dạ dạ. Rồi vậy thôi con chào cô chú luôn ha. Dạ, rồi, cảm ơn chú. Cảm dạ. ơn chú luôn á. Dạ. Đội ơn. Tôi bây giờ tôi ao ước thì tôi xin được cái nhà đó tôi mừng dữ lắm luôn. Dạ, cái này cái chương trình con thì chắc con nghĩ là sợ hơi khó tại bây giờ cái kênh của con nó không có được nhiều người tiếp cận nữa, nó mất cái sự tương tác rồi, cho nên giờ mà xin cái nhà thì nó cũng vượt ngoài khả năng của con rồi, vượt tầm của con rồi. Nhưng mà cho nên là giờ ai giúp được cái gì thì mừng cái đó thôi á cô. Dạ, bây giờ con không có hứa được, tại vì đôi khi con chia sẻ những cái nhân vật như vậy này mà nếu mà không được cho người ta thì cũng buồn. Yeah. Dạ. Thì nếu mà có ai cho thì đương nhiên là con sẽ trở lại rồi đó. Dạ. Yeah. Mà nếu muốn cho thì cũng một lần ghé thăm cô thì cô cũng vui vẻ ha. Dạ. Thì lần nào cũng được, ghé thăm cũng không có gì cũng vui vẻ. Dạ. Chứ không gì. Như ăn tình nghĩa mà. Dạ dạ. Vậy thôi con chào cô. Dạ, chào chú. Cảm dạ. ơn chú nhiều lắm chứ. Chứ Hà nói hai cái người tên này nè. Dạ. Nói rồi quên rồi không có nhớ. Cảm ơn dữ lắm nhiều luôn.